Chương trình Thế giới trong tầm tay bạn do văn phòng du lịch AT&T Travel and Tours phát hình hàng tuần trên hệ thống truyền hình VBS do Trần Nguyên Thắng phụ trách. Trân trọng kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, chúng tôi là Đinh Quang Thái, một thân hữu của AT&T Travel and Tours. Hôm nay nhân dịp cuối năm thì xin được hân hạnh đến với chương trình và kính chào quý khán giả. Chào anh Trần Nguyên Thắng. Chào anh Thái. Thưa anh, nói theo người Mỹ thì Christmas and New Year's around the corner, tức là Giáng sinh và cuối năm thì đang lấp ló trước cửa nhà mỗi người. Theo thông lệ hàng năm thì mỗi một kỳ đầu năm mới đó, văn phòng của anh thường tổ chức một cái cuộc hội ngộ cuối năm. Năm nay có không ạ? Dạ vâng, thì thưa anh thì chúng tôi năm nay cũng có một buổi tổ chức hội ngộ cuối năm. Cái mục đích chính thứ nhất là chúng ta cũng muốn đón một cái năm mới sắp đến, và đồng thời cũng đây cũng là một cái dịp nghỉ Giáng sinh. Nó cũng là một cái lễ lạc lớn ở trong xã hội Hoa Kỳ của chúng ta. Thì hôm nay chúng tôi có dịp lên đây để làm một buổi hội ngộ, và cái ngày giờ ấn định chúng tôi sẽ được bàn tiếp theo đây. Và nhưng mà nhân dịp đây thì xin mời quý vị vào cuối ngày vào ngày 16 tháng 12, tức là ngày Chủ nhật tuần này, thì chúng tôi có một buổi về hội ngộ tại phòng sinh hoạt người Việt. Thưa quý vị, theo chương trình của anh Trần Nguyên Thắng cho chúng tôi biết thì là đúng 10 giờ sáng ngày Chủ nhật tuần này, tức là 16 tháng 12 năm 2018, ngay tại phòng sinh hoạt của Nhật báo Người Việt, số 1771 đường Moran Street, thành phố Westminster, miền Nam California, văn phòng du lịch AT&T Travel and Tours sẽ tổ chức một cuộc hội ngộ cuối năm với những vị khách nào đã từng với Trần Nguyên Thắng và AT&T Travel and Tours đi du lịch khắp nơi trên thế giới, và những vị khách chưa quen, để chúng ta gặp gỡ nhau dịp cuối năm hàn huyên. Và đặc biệt là văn phòng của anh Thắng sẽ phát hành và biếu một số khách cái cuốn lịch này. Quý vị thấy là có cái một ngọn núi, và phía trên có một cái dòng chữ là AT&T Travel and Tours, Thế giới trong tầm tay bạn, lịch Kỷ Hợi 2019. Tôi phải hỏi anh ngay là tôi xem cái lịch này đó, thì thường thường người ta chọn một cái hình ngọn núi, người ta chọn ngọn núi Everest, tức là cái ngọn núi cao nhất trên thế giới này, nằm giữa Nepal và Trung Quốc. Nhưng mà lý do nào anh lại chọn cái ngọn núi ở Hy Mã Lạp Sơn? Thưa anh, thì đây là cái bức ảnh mà quý vị đang xem ở sau lưng chúng tôi đó. Thì đây là một bức ảnh mà cá nhân tôi rất là thích thú. Thứ nhất là quý vị có thể nhìn cái đỉnh núi này, quý vị thấy hoàn toàn nó khác nhau. Cái một cái điểm là không có giống những ngọn núi khác trên thế giới. Và cái hình dáng của nó giống như cái đuôi cá. Và cái ngọn núi này nó có tên là Fishtail, tức là đuôi cá. Và đây cái ngọn núi nó nằm trên cái khu vực thuộc về Nepal. Và đây là một trong những cái ngọn núi đối với người Ấn Độ giáo, đối với người mà theo Bà La Môn, họ rất là tôn sùng. Và cá nhân tôi khi tôi hiểu về cái bên Bà La Môn thì tôi cũng rất là thích thú với ngọn núi này. Và đây là một ngọn núi duy nhất trong dãy núi Hy Mã Lạp Sơn đã chưa có bước chân người nào đã được đặt chân lên đến đỉnh. Nhưng mà tôi thấy anh nói có vẻ điều không đúng, là bởi thưa quý khán giả, trong cái hình này đó thì anh đề là photo by Trần Nguyên Thắng. Tức là anh đã phải tới rồi anh mới chụp được dạ, chứ. Bức ảnh đó tôi chụp khi chúng tôi có dịp bay trên trực thăng. Và chúng tôi đã lên trực thăng từ cái base camp ở phía bên Nepal. Và khi bay lên trên đó thì quả thực ngọn núi, nếu mà chúng ta đứng ở dưới không thì chúng ta không thấy được cái đẹp của nó. Nhưng mà chúng ta đi lên bay lên trên một cái độ cao ngang tầm núi thì quả thực ngọn núi nó tạo cho mình một cái cảm xúc rất là lạ. Và đó là lý do tại sao tôi chọn tấm hình này để làm cái cuốn lịch vào năm Kỷ Hợi của chúng ta. Thưa anh, cái mỗi dịp cuối năm thường thường là AT&T Travel and Tours tổ chức cuộc hội ngộ, ngoài cái chuyện gặp gỡ hàn huyên những người mà đã cùng đi một tour với nhau vân vân, thì thường thường anh giới thiệu một số những cái địa danh và những cái tour mới của năm tiếp. Vậy 2019 có những tour nào đặc biệt? Năm 2019 thì chúng tôi có những tour mới giới thiệu đến quý vị thính giả, như chuyến đi về Iceland, chuyến đi về Ireland, chuyến đi về Scotland. Đó là những cái vùng mới mà ít người Việt của chúng ta đến với các khu vực Âu Châu đó. Mặc dù chúng ta nói biết đến nhiều về Âu Châu, nhưng phần lớn chúng ta thường hay chú tâm đến những cái đất nước mà chúng ta đã biết ít nhiều trong cái thời gian đi học ở Việt Nam.
chẳng hạn như Pháp, Anh, Ý chẳng hạn, thì đó là những đất nước mà ai cũng sẽ một lần đặt chân đến, đất nước Tây Ban Nha như vậy. Nhưng mà những cái tour mới, chúng tôi sang năm sau chúng tôi sẽ đi một cái chuyến đi về Chile. Chile là một Chí Lợi, đó là một đất nước mà nằm trong cái vùng Nam Mỹ. Và dĩ nhiên chúng tôi có hai tour về Nam Mỹ khác nhau. Một cái tour đi Nam Mỹ thì nói về Brazil, Argentina và Peru. Nhưng một tour duy nhất là chúng tôi đi về với hoang dã, về thiên nhiên, về những thắng cảnh rất là đẹp của đất nước Chile. Từ phía đầu phía Bắc cho đến tận cực Nam của Chile. Hình ảnh đó là một hình ảnh mà thiên nhiên rất là đẹp. Thưa quý khán giả, 10 giờ sáng ngày Chủ nhật tuần này, tức là ngày 16 tháng 12 năm 2018, mời quý vị đến phòng sinh hoạt của Nhật Báo Người Việt vào lúc 10 giờ sáng để hội ngộ cùng với những người đã từng đi những đoàn du lịch với AT&T Travels and Tours. Văn phòng AT&T Travels and Tours sẽ mời quý vị dùng một chút thức ăn sáng nhẹ, cà phê và trà. Chương trình bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng và thức ăn thì mời quý vị cũng bắt đầu từ lúc 10 giờ. Chúng tôi sẽ trở lại ngay với chương trình Thế giới trong tầm tay bạn sau ít phút thông tin thương mại.